Kính chào quý vị và các bạn đang đón xem Knews 24 giờ, kênh cập nhật liên tục những tin tức giải trí đáng chú ý có trong 24 giờ qua. Ngay sau đây xin mời các bạn đến với nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. K-pop là làn sóng âm nhạc, văn hóa ra đời từ Hàn Quốc xa xôi, cách chúng ta ngàn cây số. Nhờ sự phát triển của truyền thông đa phương tiện và mạng xã hội, cơn sốt K-pop đã vươn tới các quốc gia khác nhau và trở thành một thương hiệu được giới trẻ yêu thích. Chẳng biết từ bao giờ, phần lớn các nhóm nhạc, ca sĩ thần tượng Hàn Quốc đã được thế hệ thanh thiếu niên châu Á chọn làm hình mẫu để noi theo. Các công ty giải trí đã tính toán rất chuẩn xác khi mang K-pop ra nước ngoài thay vì cứ đóng kín hòm châu báu trong lãnh thổ quốc gia. Mỗi thị trường lại có những đóng góp riêng để K-pop có thể phát triển thịnh vượng như ngày hôm nay. Thị trường Hàn Quốc. Mặc dù không phải là nơi để các idol cá kiếm nhiều nhất, nhưng việc gây dựng danh tiếng ở thị trường Hàn Quốc là việc không thể thiếu đối với các nhóm nhạc tân binh. Dù các idol group có bao nhiêu thành viên nước ngoài đi chăng nữa, thì họ vẫn phải tính đến việc quảng bá ở Hàn Quốc trước, rồi mới tính đến các quốc gia khác. Lý do bởi nếu nổi tiếng ở Hàn thì sẽ được truyền thông nước ngoài quan tâm nhiều hơn. Lấy một ví dụ điển hình chính là Blackpink nhà YG. Xét trên mọi tiêu chí thì Blackpink thực sự là con át chủ bài để YG tấn công thị trường quốc tế, đặc biệt là Âu Mỹ, chứ không chỉ hoạt động ở châu Á như các nhóm nhạc khác. Nhưng trước khi thực hiện tham vọng đó thì Blackpink vẫn phải quảng bá tại Hàn Quốc bằng những bản hit chất lượng, ghi dấu ấn với công chúng. Ngoài ra thì showbiz Hàn có đặc điểm khác biệt với nước ngoài là luôn sẵn có rất nhiều các show âm nhạc phát sóng hàng tuần, lễ trao giải, chương trình tạp kỹ để nghệ sĩ tăng độ nhận diện với công chúng. Thị trường Trung Quốc, Nhật Bản. Đây đích thực là một mỏ vàng cho các nhóm nhạc K-pop cần nguồn doanh thu khủng. Fan Trung Quốc hội tụ 3 đặc điểm: quân số đông đảo, siêu giàu có và rất chịu vung tiền vì thần tượng. Ngoài ra thì khi dự sự kiện ở đại lục, nghệ sĩ cũng được trả mức cát-xê rất cao, thậm chí gấp nhiều lần ở Hàn Quốc. Đối với một công ty thích mùi tiền như SM, Trung Quốc luôn là một thị trường béo bở, trọng điểm mà công ty này hướng tới. Lấy một ví dụ là khi vừa ra mắt, EXO đã chia làm hai nhóm là EXO K và EXO M. EXO K sẽ tập trung phát triển ở Hàn Quốc, trong khi đó EXO M sẽ xây dựng sự nghiệp ở Trung Quốc. Thậm chí ngay cả khi ba thành viên người Trung rời nhóm, boy group này vẫn đều đặn phát hành album tiếng Trung song song với Hàn. Mỗi khi nhóm comeback hay có hoạt động mới, các fan club đại lục luôn sẵn sàng móc ví một khoản tiền khổng lồ để ủng hộ thần tượng. Tương tự với thị trường Nhật, người hâm mộ xứ sở mặt trời mọc nổi tiếng với sự trung thành, nhiệt tình và nhiều tiền. Bất kỳ idol K-pop nào cũng mong muốn có thể hoạt động tại Nhật Bản. Phần lớn các nhóm nhạc ngày nay đều có kế hoạch nhập tiến, bất chấp căng thẳng chính trị, thương mại giữa hai nước. Tiêu biểu là thành công của TWICE đã mang về cho JYP một nguồn thu vô cùng dồi dào. Trong đó, phần lớn đến từ các hoạt động tại thị trường Nhật Bản. Thị trường Âu Mỹ. Vì sự quá khác biệt về văn hóa và gu thưởng thức nghệ thuật, khán giả Âu Mỹ thường không quá mặn mà với K-pop. Bằng chứng là rất nhiều nhóm nhạc đã thất bại khi vạch ra kế hoạch tấn công thị trường Mỹ. Tuy nhiên thì một ăn cả ngã về không là câu nói đúng với trường hợp này. Nếu như một nhóm nhạc có sức công phá ở khu vực Âu Mỹ, họ sẽ nhanh chóng tạo nên hiệu ứng đặc biệt, có được bệ phóng nâng tầm tên tuổi. BTS chính là minh chứng sống cho điều này. Thị trường Đông Nam Á. Thị trường Đông Nam Á luôn được các công ty xếp vào dạng tiềm năng và chưa tập trung khai thác. Khác với Trung và Nhật, fan Đông Nam Á không có khả năng chi trả cao vì điều kiện kinh tế. Giá vé concert, sự kiện được bán tại khu vực này đều thấp hơn các nơi khác, ngoại trừ một số quốc gia phát triển về kinh tế như Thái Lan, Singapore, Brunei. Ví dụ điển hình là mỗi khi một sự kiện K-pop được tổ chức tại Việt Nam, ban tổ chức luôn phải vắt chân lên cổ tìm kiếm nhà tài trợ, cân bằng mức vé để đảm bảo vừa túi tiền của fan mà chương trình vẫn phải có lãi. Thay vì bỏ nhiều tiền, các fan Đông Nam Á thường cổ vũ thần tượng bằng những cách miễn phí như cày view, đua vote, v.v. Chính vì vậy mà các fan nơi đây thường bị ví như con ghẻ của K-pop, số lượng sự kiện âm nhạc diễn ra hàng năm cũng ít hơn hẳn. Hiện nay, trào lưu mua album, đi concert ngày càng phổ biến hơn, cho thấy các fan đã có ý thức về việc ủng hộ một cách thiết thực cho idol. Trong những năm tới, nếu nền kinh tế các quốc gia Đông Nam Á có nhiều chuyển biến tích cực, thì khu vực này cũng sẽ thành một thị trường tiềm năng để các công ty giải trí khai thác. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức vừa được tổng hợp của Knews 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cập nhật tin tức cùng với chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin kế tiếp của Knews 24 giờ nhé.